Thưa quý vị, giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao hơn trong sáng nay. Đến 11 giờ trưa thì giá vàng dòng Thăng Long tăng 160.000 đồng cả hai chiều so với thời điểm mở cửa, lên mức mua vào là 57.890.000 đồng một lượng và bán ra là 58.890.000 đồng một lượng. Trong khi đó thì giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 20.000 đồng chiều mua vào so với đầu giờ và lên mức là 70.170.000 đồng một lượng, chiều bán ra là tăng 80.000 đồng lên 70.930.000 đồng một lượng.